Minasan konnichiwa. Review cho vui xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một quán cà phê hơi bị hay ho. Quán này cũng rất là nổi tiếng, đó chính là Chidori Coffee in Bed. Và ngày hôm nay, review cho vui sẽ dẫn các bạn đến chi nhánh mới nhất của Chidori nằm ở số 191 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nhắc đến Chidori thì các bạn sẽ nghĩ đến một quán cà phê theo phong cách Nhật, có rất nhiều chi nhánh và có những booth nhỏ để bạn có thể vừa nghỉ ngơi vừa nhâm nhi cà phê. Bingo, đó chính là những hình dung đúng nhất về Chidori và ngoài ra nó còn rất nhiều những thứ hay ho khác. Hãy cùng review cho vui khám phá nha. Chi nhánh mới mở rất là xinh. Chúng ta có thể thấy là vừa bước chân vào thì có cái bàn để mình order nè. Rồi đối diện và đi sâu vào bên trong thì có những cái giường mà mình sẽ ngồi và đặt cái cà phê, đặt nước uống và những cái chiếc bánh ở trên cái khay tròn. Rồi bạn ngồi tựa lưng vào gối, tựa tường. Rồi ngồi kế bên bạn sẽ là một bạn khác. Ở giữa có cái khay bánh trà và hai người sẽ cùng uống nước, cùng nhâm nhi, cùng trò chuyện. Hoặc là bạn có thể đến và ngồi một mình cũng rất là hay. Trước tiên thì mình sẽ order tại quầy, thanh toán xong thì sẽ chọn chỗ ngồi. Menu có rất là nhiều món nước pha chế theo phong cách Nhật, còn có các loại bánh Nhật, nhìn là ứa nước miếng nè. Nếu mà bạn không quen ăn đồ Nhật thì cũng không sao hết. Có một số bánh tây và một số loại nước uống pha chế theo hương vị truyền thống quen thuộc. Chidori hay có các chương trình khuyến mãi nhân dịp khai trương nè, dành cho thành viên tích điểm nè. Hoặc là nếu bạn mua theo combo thì sẽ được sử dụng boss trong 12 giờ luôn đó. Tụi mình đi 4 người, gọi quá trời món luôn, tại chỉ cần nghe tên thôi là đủ thấy hấp dẫn rồi. Mỗi chi nhánh của Chidori sẽ có đề co khác nhau. Ví dụ như chi nhánh trước đây mình đi thì có phòng trải chiếu tatami ngồi bệt nè. Còn ở đây thì rộng đẹp và sử dụng các vật liệu từ thiên nhiên, tạo cảm giác rất là dễ chịu. Đây là tầng dành riêng cho các bạn muốn nghỉ ngơi trong boss, được thiết kế ở bên trên và bên dưới. Nếu mà bạn chọn boss ở trên thì bạn sẽ leo lên cái cầu thang nhỏ này nè. Mỗi boss đều có màn che để đảm bảo tính riêng tư, nhưng mà boss luôn được giữ vệ sinh sạch sẽ và có gắn camera, nên bạn chỉ được đến để đọc sách, uống cà phê lành mạnh thôi nha. Nếu mà bạn muốn có thêm ánh sáng thì có thể nhờ nhân viên lấy thêm đèn đọc sách. Để mình đi một vòng quay tất cả các tầng cho các bạn xem. Đây, mỗi khu vực sẽ có một vị trí ngồi nghỉ ngơi khác nhau. Rồi, bây giờ thì mình cùng thưởng thức các món ăn nước uống của quán nha. Ôi, nhìn nước uống với bánh kìa, đẹp mắt quá trời luôn. Nhìn dễ thương quá, yêu quá à, không nỡ ăn, không nỡ uống luôn á. Món đầu tiên là hojicha rice meal. Đây nè, đây là hojicha, là một loại trà của Nhật Bản. Rồi chúng ta sẽ đổ nước sữa gạo vào, sau đó chúng ta khuấy lên. Ở đây thì còn một cái lá bạc hà nữa nên khi uống thì cái vị rất là thơm. Và phong cách của Chidori là không có pha nước quá ngọt, cho nên các bạn uống thì sẽ có cảm giác vừa miệng, không có bị ngọt quá, sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Ở đây thì mình có gọi một số nước uống thì có vị của trái dâu nè, rồi vị trà xanh nè. Nói chung là cái vị của nó rất là rõ rệt nhưng mà nó hơi nhạt một chút xíu. Nếu mà các bạn không có thích ngọt thì có lẽ sẽ thích đó.
tiếp theo là món Double Choco Mousse có giá là 72k. Món này thì nhìn rất là đẹp mắt, có phủ bên ngoài là một lớp sô-cô-la đông lạnh, ở trên thì có rắc một chút xíu, hình như là vàng miếng thì phải, là một miếng sô-cô-la nè. Ăn thì thấy cũng ổn. Nếu mà các bạn không có thích vị ngọt á, thì ăn cái bánh này các bạn sẽ rất là thích luôn, bởi vì nó không hề ngọt một chút nào. Tiếp theo là món bánh flan có giá 22k. Điểm đặc biệt là nó sẽ có pha với lại một số vị khác. Ví dụ như của mình là vị hạnh nhân thì sẽ lấy hạnh nhân xay nhuyễn rồi làm bánh flan. Tuy nhiên khi mình ăn thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, nó không có gì đặc biệt hết. Ở trên thì có một cái lớp thạch, ăn sực sực thì cũng được. Mình đổ nước gạo đổ vô bánh flan, mình ăn thử coi sao. Và đây là món mà mình say đắm nhất, Pina Colada có giá 65k. Các bạn nhìn nè, nhìn có giống một trái dừa không? Bởi vì thành phần chủ đạo của món này là dứa và cốt dừa, có thể dùng để làm bánh hoặc là nước uống. Giờ mình ăn xem vị có ngon không nha. Bánh có vị ngọt rất là nhẹ luôn, bên ngoài phủ sô-cô-la lạnh, tiếp đến là lớp cốt dừa gelatin, rồi bánh bông lan sô-cô-la, tất cả đều có vị rất nhẹ. Bên trên có lớp màu vàng ăn sực sực, nó là vị dứa đó mấy bạn. Mặc dù mình ăn bánh thì mình thích ngọt, nhưng mà bánh này thì lại rất là vừa miệng. Mình recommend các bạn nên gọi món này khi đến Chidori nha. Mình đã dùng nước và bánh xong rồi, giờ thì tổng kết lại một xíu về Chidori nha. Quán decor rất là xịn sò, tạo cảm giác rất là chill. Menu thì phong phú, giá hơi cao, nhưng mà nếu tính luôn dịch vụ ở Chidori thì mức giá này là hợp lý. Tuy nhiên hương vị của các món nước thì chỉ ở mức tạm tạm thôi. Nhân viên siêu nhiệt tình và dễ thương. Mô hình Coffee in Bed này rất là đáng trải nghiệm, dành cho những bạn yêu sự yên tĩnh nè, thích đọc sách, làm việc, trò chuyện nho nhỏ với bạn bè, hoặc là tận hưởng không gian riêng tư kiểu mình ta với nồng nàn. Mau đến Chidori và trải nghiệm thôi.